10 mẹo vặt giúp muỗi tránh xa bạn và nhà bạn. Muỗi là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, nhất là khi độ ẩm không khí cao, 10 mẹo vặt dưới đây sẽ giúp xua đuổi chúng một cách an toàn. Thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển mạnh. Các nghiên cứu chứng minh rằng muỗi có thể nhanh chóng học và ghi nhớ mùi của vật chủ, do đó một số người thường bị muỗi đốt nhiều hơn những người khác. Với 10 mẹo đuổi muỗi dưới đây, bạn sẽ dễ dàng tận dụng các nguyên liệu tự nhiên để tạo ra các chất bảo vệ mình khỏi loài côn trùng này mà không cần sử dụng các sản phẩm đuổi muỗi hóa học. Thực vật tự nhiên. Bạn có thể trồng một số loại cây đuổi muỗi hữu ích như cỏ đuôi ngựa, hùng quế, hương thảo, tỏi, cải mèo, hoa oải hương, cỏ xà hoặc cúc vạn thọ. Bằng cách này, sân vườn sạch đẹp và các loại cây trên cũng bảo vệ bạn và vật nuôi của mình khỏi muỗi một cách hiệu quả. Nếu ở chung cư, bạn có thể trồng chúng trong hộp xốp hoặc những chậu nhỏ xinh. Xịt dưỡng thể và dầu oải hương. Muỗi ghét mùi oải hương. Bạn có thể dùng tinh dầu này để làm nước xịt thơm toàn thân hoặc cho vào kem dưỡng thể bôi lên da. Đây không chỉ là mẹo đuổi muỗi lành mạnh mà còn giúp cho da bạn không bị kích ứng, dị ứng. Nến xả. Nếu nhà bạn không có sân vườn để trồng cây hoặc bạn bị dị ứng với những loại cây kể trên thì nến xả là giải pháp tuyệt vời để đuổi muỗi. Xả là loại thuốc chống côn trùng tự nhiên phổ biến đã được các nhà khoa học công nhận. Nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào và còn giúp ngôi nhà của bạn luôn thơm tho. Nếu thích đồ handmade, bạn có thể tự tay làm nến xả bằng tinh dầu. Dấm táo. Dấm táo có nhiều lợi ích hơn bạn tưởng và hầu hết mọi người đều có một ít ở nhà. Nếu nơi ở của bạn bất ngờ bị muỗi tấn công, hãy tự làm bình xịt đuổi muỗi bằng giấm. Bạn cũng có thể thêm một ít tinh dầu xả chanh để có tác dụng bổ sung. Xịt hỗn hợp này ở những nơi côn trùng thường tụ tập và xem hiệu quả. Nước xà phòng. Nếu bạn dành nhiều thời gian ngồi ngoài sân để ăn tối cùng gia đình hoặc thư giãn, hãy đặt một chiếc đĩa có nước xà phòng gần đó. Một lát sau, bạn sẽ thấy muỗi bị thu hút bởi nước xà phòng và mắc kẹt ở đó, không thể làm phiền đến bạn. Tỏi. Theo một số nghiên cứu, việc ăn tỏi giúp đuổi muỗi. Nhưng nếu bạn không thích ăn tỏi thì chỉ cần đun sôi nước tỏi và phun hỗn hợp ở những nơi muỗi tập trung. Tinh dầu hồi, đinh hương, hùng quế, huỳnh diệp. Tinh dầu của bốn loại cây này có thể xua đuổi muỗi hiệu quả. Bạn hãy pha, loãng chúng với nước, 5 đến 10 giọt mỗi ly nước và thoa lên vùng da tiếp xúc hoặc xịt chúng lên nguồn nhiệt như lò sưởi, đèn thơm, chảo đun nóng. Bạn cũng có thể nhúng một miếng bông vào tinh dầu và đặt nó trên bệ cửa sổ. Bột vani. Trộn bột vani với kem dưỡng da trẻ em theo tỷ lệ 1:10 và thoa lên tất cả các vùng da hở. Bạn cũng có thể hòa tan vani trong nước, sau đó xịt hỗn hợp lên những vùng da hở và quần áo để chống muỗi. Lá hùng quế. Bạn có thể dùng lá và hoa hùng quế hoặc hoa anh đào cắt nhỏ. Đặt chúng trong phòng hoặc trà sát trên các khu vực tiếp xúc của cơ thể. Đây là mẹo đuổi muỗi rất hiệu quả. Dầu ăn, dầu gội và giấm. Để tạo ra thuốc đuổi muỗi hiệu quả, bạn cần một ít dầu ăn, dầu gội đầu và giấm 9%. Trộn các thành phần này với số lượng bằng nhau và khuấy kỹ cho đến khi xuất hiện bọt trắng. Đổ hỗn hợp vào bình chứa và để hở. Giấm xua đuổi côn trùng, dầu gội đầu ẩn mùi mạnh và hỗn hợp này an toàn cho trẻ em, cũng không gây ra mùi nồng.